con hai sẽ làm món cá điêu hồng sốt me. Nào, chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu nào. Game go. Đây là những nguyên liệu. Chúng ta chuẩn bị một con cá rửa sạch. Đây là me, tỏi bầm và hành. Và hành lá và ớt. Xíu nữa mình làm nước sốt. Đây là một năng, mình tí xíu nữa mình để vô phần nước sốt me cho nó sánh đặc. Còn đây là bột mì, lát nữa chúng ta để gứa vô một tí xíu, chiên cá sẽ ngon, không có bị dăng. Nào, chúng ta cùng đi chiên cá nào. Đây, chúng ta đang chiên cá, đợi cho tí xíu cá chín. Đây, cá xong rồi đó mọi người ơi, cả nhà ơi, vàng và giòn rụm luôn. Đây, để đây, để tiếp tục mình đi làm phần nước sốt. Đây, me mình đã chế nước sôi vô rồi. Mình để 4 muỗng nước mắm, 5 muỗng đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Đây, mình sẽ đổ vô đây. Đây, mình sẽ đổ vô đây. Sẽ chén cái chén. Mọi người cứ làm theo công thức của mình nha. Ăn rất là giòn. Đây nhà lá dừa. Sẽ quậy đều. Đây, sẽ quậy đều lên. Đây, mình sẽ bắt cái chảo phi tỏi cho thơm. Mình phi tỏi lên cho thơm. Tỏi lên cho thơm. Mình phi tỏi cho thơm xong mình đổ hết phần nước sốt ha, mình trộn hồi nãy vào. Đây, đường nó giãn cường.
gì? Ngồi mới bắt chưa? Em mới làm công chuyện rồi. Bắt kia. Ừ. Bắt kia. Mẹ đang quay video chứ mẹ nghe chưa? Đó, như vậy. Mẹ sẽ sắc một xíu xíu ớt vô. Mẹ nhìn vô. Đừng. Để ớt với tí xíu hành vào. Phải đều. Sẽ khuấy cho đều. Mọi người khỏi để hành vô cũng được. Tại mình thích để vô cho nó thơm tí xíu. Giờ lát mình lấy tí xíu bột năng vô cho nó sạch lấy mọi người. À, quá ư là vừa ăn luôn. Quá ư là vừa ăn luôn á mọi người. Để bột năng mình phải khuấy đều mọi người. Đi vô cục khuấy nha mọi người. Nó muốn đặt rồi đó mọi người. Chậm tí xíu. Sạch sạch rồi đó mọi người ơi. Mọi người à, sạch nhiều thì để nhiều, sạch dừa thì để dừa. À, quá ngon. Nó sạch luôn nè mọi người. Mới bắt liền. Đó mọi người. Đó, vậy được rồi đó mọi người ơi. Tắt bếp. Đó, rồi chúng ta bắt đầu sẽ rưới lên con cá. Rồi, bắt đầu mình sẽ rưới lên con cá. Wow. Đây. Ơi hào cơm. Wow. Hào cơm quá mọi người à. Quá xuất sắc. Ba cái gì? Da nóng con. Quá xuất sắc luôn mọi người. Đó, mọi người để bột năng vô lặng cho nó sệt lại nha mọi người. Không để nó sẽ không sệt. Quá ư là hấu cơm. Mọi người để nước sốt nêm nếm tỉ mọi người. Còn mình thì mình để công thức, mình có đọc công thức cho mọi người nghe đó. Công thức là vừa ăn. Đây. Hấu cơm. Hấu cơm quá mọi người ơi. Đó, xong cái món cá điêu hồng sốt me rồi đó mọi người ơi. Ngon không?
Mọi người cứ đậu phộng lên nữa nha mọi người. Bắt đầu nha. Xin chào cả nhà. Ôi không cho tôi quay luôn. Đây đây là món cá của mẹ con hai đây. Món này rất là hào cơm. Đây mình mẹ đút liền. Ầm nè con. Nghe ầm. Ngon không? Ngon không? Ngon sao đâu? Ngon sao đâu? Quay qua đây nè. Ngon sao đâu? Chị đó không? Ui ui. Đây là món cá. Cá điêu hồng sốt me. Hôm nay là ngày đầu tiên hai mẹ con em quay. Cũng chưa có kinh nghiệm quay cho lắm. Mong mọi người hãy chia sẻ và like và theo dõi mẹ con em để mẹ con em sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ hoàn thiện quay hơn và ra nhiều món ăn hơn. Và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Bye. Nha, bye nè con. Để đây bye nè. Để đây bye đi. Bye bye mẹ. Qua đây nè. Bye bye mẹ. Vô đây nè, con vô đây mới thấy con. Vô đây bye đi rồi lặng bye bye cô chú. Bye bye, bye. Đi gió luôn. Nó ủng hộ mẹ con. Nè, ủng hộ mẹ con. Không. Ủng hộ. Ủng.